tội công sư. Sư nghi ha, sư nghi cái người mà hỏi cái câu này đó là một cái bà nội trợ, một bà vợ ở nhà mà đi chùa sao đó bị ông chồng ông không có cho đi chùa nữa, bắt phải thề không có đi chùa. Sư nghi thôi, không biết phải không, không phải thôi. Cái vấn đề là mình làm sao đó để cho người ta cấm mình đi chùa. Phải xem lại những cái vấn đề của mình. Trước khi mà sư trả lời, có đương nhiên tội thì đi là có tội rồi. Nhưng mà có đôi khi trong nhiều chuyện nó không đơn giản chỉ là tội anh hay tại hay tội em. Có khi là cả hai ta đều có tội. Xét lại mình coi. Bao lâu rồi cái chuyện mình đi chùa á, nó có khiến cho mình sao lãng cái bổn phận đối với gia đình hay không? Có nhiều người họ làm cái chuyện khiến cho người ta có ác cảm với Phật giáo, đó là gì? Đi chùa đúng là đi chùa tốt, nhưng mà khi đi chùa như vậy đó, sao lãng những cái phận sự đối với gia đình, rồi bỏ bê chồng con, thì tự nhiên là đó là cái chuyện không có nên. Ngay cả vào thời Đức Phật á, những vị nữ thánh cư sĩ gả vào những cái gia đình tà kiến á, thì trong giai đoạn trong suốt một cái khoảng thời gian, những cái người những vị nữ thánh cư sĩ này đó cũng không có đến chùa, không có gặp Phật. Và các vị này sẽ tìm cách để cho cái người chồng hoặc là người cha chồng, người mẹ chồng hiểu biết về cái sự vĩ đại của Tam Bảo, chứ không có lén chồng, lén cha chồng hoặc là làm nghịch ý với chồng và với gia đình chồng để mà mình có thể đi đến chùa. Trong kinh tạng thì những cái vị dù là nữ thánh cư sĩ thì các vị đó vẫn tùy thuận theo chồng nha. Nhắc để quý vị biết là mình nên tránh có thái độ gọi là chống đối ha, không có nên. Cái thứ nhất, cái thứ hai, người Việt mình á thì Phật giáo nó gần như là một cái kiểu đạo ông bà. Sư chưa nói cái chuyện mà nó đúng sai gì ở đây, nhưng mà nó tương đối là gần gũi, Phật giáo tương đối là gần gũi. Thành ra thì mình phải xem lại coi cái ngôi chùa mà mình đến ấy, nó là cái ngôi chùa như thế nào. Nếu như mà mình đến mà cái kiểu sinh hoạt của ngôi chùa đó nó bát nháo, hoa thơm thì ít mà cỏ lạ thì nhiều, đặc biệt á, là có những cái scandal của những cái vị là không có tu, thì nó sẽ khiến cho người ta bất mãn với cái ngôi chùa đó. Quý vị phải xem lại coi cái ngôi chùa mà mình đến mà mình nương nhờ đó, ở nơi đó người ta có tu tập hay không, ở nơi đó người ta có phát triển thiện pháp hay không, ở nơi đó người ta có tránh làm những cái chuyện tà mạn hay không. Đấy, rồi khi mà mình xem xét lại đó, thì nếu như mà cái ngôi chùa của mình là có vấn đề đó, thì lựa ngôi chùa khác, lựa ngôi chùa khác. Chứ còn mà mình cứ ở rồi mình thờ ở một cái nơi mà nó có vấn đề như vậy đó thì tự nhiên là ông chồng không thích rồi. Rồi có những vị, có những cô mà nói nó thiệt nó kỳ, mê ông thầy. Tức là mê ở đây cũng không chắc là có phải chuyện nam nữ hay không, mình không chắc. Nhưng mà gần gũi cái vị sư hoặc vị thầy đó một cách thái quá. Cứ một hai thầy, ba bốn năm sáu cũng thầy, có thứ bảy chủ nhật á, thì ở gần chồng cũng nhắc về thầy, thì ông chồng ổng sẽ có thể ông thấy là
ông không có yên tâm. Tại vì gì đâu mà gần gũi thầy quá thì ông chồng ông phải sợ chứ, thì có phải tránh. Cái thái độ của mình đối với vị thầy thì mình cũng phải tránh, bởi vì nhiều ông chồng xin thưa ông ghen với mấy ông sư, ông ghen với ông thầy, không phải là không có lý, không phải là không có lý, khi mà mấy bà mấy cô gần gũi quá không có nên. Là sư xét, sư nói gì coi ba thứ nè. Thứ nhất là mình nên tùy thuận gia đình, đó là điều một người nữ cư sĩ nên làm. Cái thứ hai là mình xét lại coi là cái bản thân cái nơi tu tập của mình ấy nó có vấn đề gì hay không. Cái thứ ba là mình xét lại là cái mối quan hệ của mình và của mấy ông thầy á nó có vấn đề gì hay không. Rồi một chuyện nữa nó như thế này nè, quý vị không đến chùa thì nó chưa phải là cái gì mà nó kinh khủng đâu. Quý vị còn ở nhà, quý vị còn thờ Phật được thì còn mừng, nhiều nơi họ không thờ Phật được. Rồi hơn nữa, quý vị có thể nghe pháp được mà, nghe pháp online được cũng được ha. Rồi hôm nào đó muốn làm phước cúng dường tre tăng thì mình cũng phải xem xét lựa cái nơi như thế nào, có đức độ hay không. Cái nơi đó thì có làm ba cái chiêu trò moi tiền Phật tử hay không, hay là chư tăng ở đó tu hành ngon lành đàng hoàng. Đối với những người có trí, đặc biệt là mấy anh chồng á, thì thường cái chỗ nào mà anh phục thì mấy ảnh mới theo, còn không phục á, thì nghỉ chơi không có theo. Thành ra sư có lời đề nghị là quý vị tìm một cái, có thể tìm một cái ngôi chùa nào đó, một cái dịp nào đó mà quý vị được chồng thưởng, được chồng thưởng, ví dụ như làm cho chồng vui vẻ, hoặc là cái gì đó, một cái dịp nào đó mà chồng hỏi là bây giờ muốn thưởng cái gì đó thì xin thưởng một cái buổi lễ tre tăng. Tiền cũng không tốn bao nhiêu, tôi nói thiệt, nếu mà tre tăng nó đúng nghĩa không tốn bao nhiêu tiền đâu. Rồi quý vị lựa một cái ngôi chùa nào đó mà chư tăng ngon lành, có giới hạnh tu hành ngon lành, thì quý vị dẫn anh chồng tới đó. Đi chung với chồng thì có thể là anh chồng anh sẽ nghĩ nó thay đổi một tí xíu ý nghĩ, hoặc là thỉnh những vị sư về nhà, những vị mà có chất lượng á, thỉnh về thì có thể anh chồng anh sẽ đổi ý. Tuy nhiên thì cũng không có miễn cưỡng nha, bởi vì cái này nó là một cái quá trình chiến đấu lâu dài. Tôi biết là có nhiều anh chồng ảnh đưa vợ tới chùa thì giỏi lắm là dừng ở trước cổng chùa, chớ hề tới chùa. Một phần á, là tại bản thân mình, một phần á, là tại bản thân chùa, một phần là tại bản thân anh chồng. Cái chuyện này là cái chuyện lâu dài chứ không phải đơn giản là mình quý vị chỉ đặt câu hỏi, quý vị hỏi là tương sư bắt người này thề đừng đi chùa nữa có tội không sư, thì cái chuyện nó đơn giản, trả lời đơn giản, tội thì chắc chắn có tội rồi, nhưng mà giải quyết vấn đề đó như thế nào nó mới là vấn đề.